Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Triệu Lệ Dĩnh chính thức tái hợp Phùng Thiệu Phong, hạnh phúc đưa con trai đi chơi được cùng về nhà. Mới đây, cánh sân ảnh xứ Trung đã ghi lại được những hình ảnh cực hiếm của Triệu Lệ Dĩnh cùng con trai nhỏ. Theo giới truyền thông Hoa ngữ, mỹ nhân Hoa Thiến Cốt đã đưa con trai ra ngoài chơi, tranh thủ khoảng thời gian chưa có lịch trình làm việc. Qua hình ảnh được truyền thông ghi lại, Triệu Lệ Dĩnh lên đồ giản dị với áo khoác đỏ với kết hợp cùng quần sáng màu và đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín. Về phần con trai Triệu Lệ Dĩnh, cậu bé diện áo phông trắng kết hợp quần short đáng yêu. Từ những hình ảnh được giới truyền thông Hoa ngữ ghi lại, con trai Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong nhận nhiều lời khen từ cộng đồng mạng về ngoại hình đáng yêu, tinh nghịch. Sau khi kết thúc một buổi đi chơi, Triệu Lệ Dĩnh đưa con trai lên ô tô, hai mẹ con Triệu Lệ Dĩnh cùng nhau trở về nhà Phùng Thiệu Phong, kể đến mỹ nhân Hoa Thiến Cốt cùng lên xe trở về nhà mình. Gần đây xuất hiện thông tin cho rằng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong có khả năng tái hợp, cặp đôi cũng có lần xuất hiện bên nhau sau 2 năm ly hôn. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong trở thành bạn bè nhờ đóng chung trong dự án phim Tân Tây Du Ký Nữ Nhi Quốc. Cả hai đã có sự kết hợp rất ăn ý trong bộ phim. Năm 2018, cặp nghệ sĩ tiếp tục tái hợp trong dự án Minh Lan Truyện, đem đến cho cả hai nhiều giải thưởng và lượng fan đông đảo. Cùng năm đó, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong bất ngờ tuyên bố tin kết hôn. Điều này khiến công chúng ngỡ ngàng bởi trước đó không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cặp đôi hẹn hò. Đến ngày 8 tháng 3 năm 2019, cả hai thông báo về sự ra đời của cậu con trai đầu lòng. Trong một chương trình truyền hình, Phùng Thiệu Phong từng chia sẻ về Triệu Lệ Dĩnh rằng anh thích cô ở sự tự do, thoải mái và suy nghĩ rõ ràng khi phải đối mặt bất kỳ điều gì. Điều đó mang đến cảm giác an toàn cho anh. Phùng Thiệu Phong cũng vô tình nhắc đến biệt danh của con trai, thậm chí vì sợ vợ không vui khi để lộ chuyện riêng tư của con, nên trước chương trình đã báo cáo với Triệu Lệ Dĩnh. Đến tháng 4 năm 2021, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã khiến công chúng bật ngỡ khi tuyên bố ly hôn. Tuy nhiên, thái độ của cả hai sau khi cuộc hôn nhân đổ vỡ là sự tôn trọng lẫn nhau. Cả Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đều chưa từng bôi nhọ hay nói xấu về đối phương, cũng như về cuộc hôn nhân của họ. Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh tái hôn với Phùng Thiệu Phong, còn được mẹ chồng tặng biệt thự trị giá gần 400 tỷ đồng là tin tức chấn động showbiz Hoa ngữ những ngày qua. Trong quá khứ, cặp đôi này từng khiến công chúng tiếc nuối khi ly hôn sau thời gian mặn nồng. Cả hai đều là diễn viên hàng đầu nên đời tư luôn được công chúng quan tâm chú ý. Gần đây, càng xa nạnh ghi lại được hình ảnh cặp đôi xuất hiện chung với cậu con trai nhỏ làm dấy lên nghi vấn về việc tái hợp. Trang Sohu trích dẫn tin từ truyền thông Hồng Kông cho biết mẹ của Phùng Thiệu Phong đang cố gắng lấy lòng Triệu Lệ Dĩnh. Theo thông tin này, sau khi ly hôn, Phùng Thiệu Phong có cuộc sống không tốt, danh tiếng và tâm lý bị ảnh hưởng. Nhiều người đánh giá thời hoàng kim của Phùng Thiệu Phong đã qua và hiện tại chỉ có thể nhận vai nam thứ, nam phụ trong những dự án hot. Bên cạnh đó có tin đồn Phùng Thiệu Phong thật sự đã đắm chìm trong tình yêu với vợ cũ, dẫn đến việc khó phục hồi sau khi ly hôn. Vì vậy, mẹ Phùng Thiệu Phong đã quyết định tặng một căn biệt thự trị giá 100 triệu nhân dân tệ, tương đương gần 4 tỷ đồng, cho Triệu Lệ Dĩnh như món quà lấy lòng cô. Có lẽ bà muốn vực dậy con trai thông qua việc giúp anh hàn gắn với vợ cũ. Tuy nhiên, thông tin này chỉ dựa trên nguồn tin có blogger và chưa có bằng chứng xác thực. Có nguồn tin cho biết, Triệu Lệ Dĩnh không còn mặn mà với cuộc hôn nhân này và đã từ chối món quà của mẹ Phùng Thiệu Phong. Vốn là diễn viên nữ hàng đầu showbiz, căn biệt thự 100 triệu tệ có lẽ không có nhiều giá trị trong mắt Triệu Lệ Dĩnh. Có nhiều ý kiến cho rằng mối quan hệ duy nhất giữa hai người chỉ xoay quanh cậu con trai nhỏ của họ. Vấn đề này chưa được cả hai bên xác nhận hay phủ nhận, công chúng vẫn đang chờ đợi các thông tin chính thức. Fan của cặp đôi chia làm hai luồng ý kiến trái chiều, người ủng hộ tái hợp để nuôi dưỡng con trai, người cho rằng không nên cố gắng níu kéo chuyện đã qua. Tháng 10 năm 2018, khán giả Trung Quốc bất ngờ trước thông tin cặp đôi diễn viên hàng đầu Hoa ngữ Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong kết hôn, bởi lẽ khoảng thời gian quen biết đến khi kết hôn của hai người khá ngắn ngủi. Đáng tiếc chỉ một năm sau, hai người đã ly hôn. Việc hàn gắn hay không có lẽ là người trong cuộc lẫn công chúng đều cần thêm thời gian mới có thể. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.